Trời Tết sớm nhá, trước gần một tháng nhá. Tôi vừa múc cây này đẹp nhất ở đây rồi. Có cái cây 750. Thì chỗ này giá hợp lý nhất, mấy quả nó ổn. Tuy nhiên quả không to nhưng mà cái chùm nó sạch, và thứ hai là nó hài hòa, quan trọng nó hài hòa, có lộc, có lá, có hoa, có quả xanh, quả chín, chùm tươi và tán, nó hài hòa. Tức mình không thể nào mà yêu cầu nó quá khắt khe, rất khó tìm. Thì xung quanh cái chợ Vạn Phúc này này, hai bên đường là bán rất nhiều rồi, nhưng mà giá nó không được hợp lý cho lắm, nó khá cao, mới mà. Thì đi mãi thì thấy cái quầy này là ok, quả nó hơi bé thôi các bác, nhưng mà nó lại được nhiều cái điểm, nó được nhiều cái điểm. Đấy. Quay đây để chiều ra tiếp. Chơi Tết sớm đây. Liệu từ giờ đến Tết nó có bị rụng lá không? Nhớ mặt nha, chiều ra lại cứ thế mà lấy. Đấy. À, cái to kia có phải của nhà mình không? Bao nhiêu tiền một cái to đấy? Nó là bán những cái cỡ này là bán bằng giá đúng không? Là bán 1,7 triệu một cây. Là bằng giá đúng không? Cái này lại nhỏ nhỏ hơn đúng không? Cái loại này thì bao nhiêu? Đây là 1,3 triệu. 1,3 triệu. Tổng giá cũng. 1,3 triệu. Đây. Đây nó nhỏ hơn đây, đẹp hoa lộc nhiều đấy. Ừ, nhỉ. Quả to là xanh đấy. Cái loại này thì bao nhiêu? Đây là 1,1 triệu. Nãy mình chẳng nhìn thấy, mình cứ nghĩ là bà này bán ở bên này. Ờ, bà nằm ở kia rồi. triệu vừa bảo triệu mấy nhỉ? 1,1 triệu. 1,1 triệu. Đấy, cứ phải nhiều nước này à? Đó, anh cứ tưới một gáo đi, tại vì hôm nay lúc này nó nắng to quá, em phải tưới nó, tí nó ngấm hết xuống. Ừ. Có thoát nước ở dưới không? Có. Có lỗ mà. Tí nó ngấm hết cho cây là dễ nó có nước hay nó bên mát. Này, bên này cảm giác nó tươi nhỉ? À. Lộc, lá, hoa, quả xanh, quả chín. Từ giờ Tết liệu nó có to hơn được tí nào? Quả có, những cái quả bé nó sẽ to ra, còn những to quả to vừa vừa đây nó sẽ chín hơn, nó phẩm to hơn. Ừ. Mấy hôm trước là xanh mà mấy hôm nay là hung hung rồi đấy. Cái quả bên này nó sung chín được. Vâng. Ngồi đây có phải mất tiền chỗ không? Có chứ. 5 triệu một ô là có tí này, nhìn này. Là từ giờ Tết là chỉ có 5 triệu thôi đúng không? Còn em thuê 3 ô là mất 15 triệu. Còn em thuê 4 ô thì 20 triệu. Nhưng mà từ giờ đến Tết luôn đúng không? Vâng. Mùng 1 rồi. Cố gắng bán thôi. Cố gắng bán. Kinh doanh mà, phải đầu tư. Nhưng nhà mình trồng được rất dễ. Mấy ông phải đi nhập về mới khổ. Nhà có trồng đào đấy không? Dạ. Nhà có trồng đào đấy không? Không, em trồng quá thôi, em không biết trồng đào. Trồng đào cũng khó, trồng quá. Đấy, cây nào cũng ngâm nước này, rất tươi. Anh thấy rồi, rất là lãng phí, em phải đứng. Nước ở đây thì lấy đâu? Đấy, lấy trong quán phở này. À. Ở trong những nhà kia, nước máy sạch đấy. Nhưng chắc là phải mua. Vâng. Vâng, đấy, làm ăn phải đầu tư đấy. Đấy. Hoa hết cả mắt. Chơi sớm này sướng, chứ đến Tết rồi thì ai chẳng có. Đây là những cây đẹp này, anh bảo bạn anh ra mà lấy. Ừ, tí nó về cơ quan thì giới thiệu để bọn nó biết. Chứ nói mồm nó khó. Quay này nó lên bắt mắt. Cây này cũng được, cây này được cái lộc lá. Lộc lá quả. Nhìn cây nó quả. Anh quay cái kia nhỉ? Đâu? Đấy, cây quả to nhiều lắm. Đây gì? Ừ nhỉ. Cái này mình vừa biết, vừa nãy thì mình lấy cái này nó tươi thế nhỉ. Cây này nó tươi thật. Đấy, quảng cáo của bà, tôi bảo cơ quan nó lấy. Đổi nhưng có bằng giá được không? Đổi nhưng bằng giá được không? Đổi nhưng bằng giá được không? Không. Alo. Vâng, có 8 đồng thôi chú. Rồi. Ok, nhận được rồi. Nhưng mấy ông ơi lên mấy ông ơi lên thì mang cái cháu thôi. Mang cây về thôi.
5 cây về thôi. Vâng, 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 ok chú. Dạ, dạ. Vâng, vâng, rồi, ok chú. Đây, cây này cũng đẹp này. Cây này thế rất đẹp. Ôm chậu rất đẹp. Vừa nãy mình chưa trả tiền vào này đúng không? Đấy, cái quả này này, sướng như này. Cái chốt này mà này. Đấy. Tất nhiên nó cũng tùy mắt mỗi người thì các bác lại thích nó phải thật loe xoe, các bác thích nó gọn gàng. Thì dưới cái góc độ của người chơi cây thì cái thế thì nó tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp với anh em hơn. Ok anh em. Đấy. Đấy. Chỗ này đi bao chỗ đỗ ở chỗ này đấy. Nhiều lựa chọn. Vườn thì em ở đẹp nhất chỗ này. Đó vườn mà quả nó to, lá nó xanh. Vừa đi đằng kia ra đây nhưng mà đấy. Tầm này nó sớm để mua quả vừa vừa thôi, đừng mua quả chín quá. Đúng rồi. Lá phải xanh, có lộc, có hoa để đến Tết nó mới chơi được đâu. Hợp lý. Chỗ kia đỏ đỏ ấy nhỉ, không ăn thua nhỉ. Mấy quả đỏ đỏ kia chứ không ăn thua, chín hết. Mà chả thấy lộc lá nhỉ. Ôi. Không có lộc. À, tươi. Ừ, sức sống. Đó, được. Không được. Tốt rồi. Cây của anh về cưới vào nó cũng ra nhiều mầm hoa đẹp lắm ý. Ừ. Hy vọng là thế. Đó. Xếp tưới mình, tưới đâu kệ. Mỗi ngày một cái cây mà 2 cốc như này này. À, bây giờ đến nhà ông ý xong rồi chiều thì mới đến lượt nhà mình. À, cây đẹp thì dường xếp trước. Chả biết có đẹp không nhưng mình mà hưng coi đấy. Lên xe. Lên xe. Đó. Cảm ơn. Hẹn gặp lại.